Alo ạ. Dạ vâng ạ, chương trình tư vấn của bệnh viện K xin nghe. Chị có thể tự giới thiệu và đặt câu hỏi để chúng tôi chuyển tới các bác sĩ sẽ tư vấn cho chị ạ. À, vâng ạ. À, tôi xin chào các bác sĩ và chương trình Dạ vâng. vâng ạ. Vâng ạ, chị đặt câu hỏi đi ạ. Dạ vâng. Tôi tên là Phạm Thanh Vân, 48 tuổi, ở Hải Dương. Tôi có một số câu hỏi nhờ các bác sĩ tư vấn ạ. Tôi là bệnh nhân ung thư vú từ năm 2018, thể ống nhập T2N1M0, có nách di căn, Vâng. ER dương tính 90%, ER dương tính 70%, HER âm tính 67-60%. Tôi đã mổ đoạn nhũ, truyền 8 lần hóa chất, xạ 25 mũi. Và được ra viện vào tháng 8 năm 2018. Và hiện nay thì tôi đang uống thuốc nội tiết đột ngột. Câu hỏi thứ nhất là tôi xin nhờ các bác sĩ tư vấn với tôi là ba lần khám định kỳ gần đây thì cái chỉ số Ca153 của tôi thì đều tăng liên tục, từ 16 tăng lên đến 25. Và ngày 8 tháng 7 năm 2022 tôi khám định kỳ ở viện K3 thì chỉ số này tăng lên là 29,9. Bác sĩ khám cho tôi thì cho tôi đi làm các siêu âm vùng cổ, vùng nách, tuyến vú hai bên, vùng bụng, chụp X quang ngực và xạ dịch xương. Tất cả các kết quả đều bình thường. Tôi xin hỏi bác sĩ là cái chỉ số Ca153 của tôi cao như vậy thì có nguy hiểm với cái căn bệnh của tôi không? Thứ hai là tôi có cần phải làm thêm cái kiểm tra nào không? Và nữa là để giảm cái chỉ số Ca153 thì tôi cần phải làm gì? Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là sau 2 năm điều trị thì đến năm 2020 thì tôi có kinh trở lại nhưng không đều, vài tháng thì có một lần. Mỗi một lần thì cái lượng kinh nguyệt ra khá là nhiều và kéo dài khoảng một tuần thì mới hết. Vậy tôi xin hỏi bác sĩ là tôi có cần phải cắt đường chính hay không với cái tình trạng như thế? Và câu hỏi thứ ba là tôi năm nay 48 tuổi, đã ra viện được 4 năm. Vậy tôi có nên làm phẫu thuật đặt túi ngực hay không? Và chi phí đặt túi ngực thì khoảng bao nhiêu ạ? Trên đây là một số câu hỏi tôi xin được các bác sĩ tư vấn. Tôi xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Về phần điều trị về nội khoa thì chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của chị tới để chị trao đổi trực tiếp với bác sĩ Phùng Thị Huyền. Còn về phần túi ngực thì chúng tôi sẽ chuyển tới bác sĩ Hoàng Anh Dũng. Đầu tiên phần nội khoa thì chúng tôi xin được kết nối với tiến sĩ Phùng Thị Huyền cùng với chị ngay bây giờ. Vâng ạ, xin chào chị Thanh Vân. Cảm ơn chị đã gọi đến chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Với các cái thông tin mà chị đưa cho chúng tôi thì một cái chẩn đoán ung thư vú ở giai đoạn 2B và có rất là nhiều yếu tố tiên tự lượng tốt thì cũng xin chúc mừng chị với một cái giai đoạn bệnh và các thể mô bệnh học cũng như là hóa mô miễn dịch nó rất là thuận lợi như vậy đấy. Và chị cũng đã được điều trị rất là bài bản, từ phẫu thuật cho đến điều trị hóa chất 8 mũi và xạ, cũng như là cái việc điều trị nội tiết, tức là tất cả các cái phương pháp mà điều trị phù hợp nhất với bệnh của chị thì chị cũng đã hoàn thành điều trị xong năm 2018 và hiện nay chị đang duy trì với cái thuốc nội tiết bậc 1, đó là tamoxifen. Thì với tất cả các bệnh nhân ung thư vú sau khi kết thúc điều trị ban đầu thì chúng tôi cũng đều có cái chương trình khám để theo dõi tái phát sau đó. Trong 2 năm đầu thì cứ 3 tháng để khám lại một lần. Thì của chị kết thúc năm 2018 thì bây giờ cũng đã sang năm thứ 4 rồi. Đấy thì cái việc khám định kỳ nó thưa hơn, thì có thể 6 tháng một lần thì sẽ đi khám lại. Và mỗi một lần chị khám lại như vậy thì các bác sĩ lâm sàng sẽ khám để xem có phát hiện những cái tổn thương mới hay xuất hiện gì đó ở tại chỗ bên vú phẫu thuật cũng như là bên vú đối bên, cũng như là khám rất là kỹ hạch nách rồi các cái bộ phận cơ thể cho chị. Ngoài ra nữa thì các cái xét nghiệm mà các bác sĩ sẽ làm, thông thường sẽ làm cho các bệnh nhân khi mà không có một cái chỉ định gì quá đặc biệt, đó là sẽ siêu âm ổ bụng và X quang phổi nhằm mục đích là tìm xem có liệu có cái gì đó nó tái phát ở những các cái bộ phận mà nó hay ung thư vú hay di căn không, ví dụ như là gan hay là phổi chẳng hạn. Còn cái chỉ điểm u Ca153 đấy là một cái chất chỉ điểm u mà được sử dụng để theo dõi
tái phát di căn cũng như là để đánh giá đáp ứng điều trị cho những cái bệnh nhân ung thư vú có di căn và có cái tăng cái chỉ số CA15-3 như thế này. Thế thì với cái chỉ điểm u CA15-3 của chị sau khi mà mình điều trị xong rồi và mình theo dõi và mình thấy nó có tăng lên. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nhớ đấy là một cái giới hạn bình thường của cái xét nghiệm CA15-3 như này là nó là 28 đơn vị. Thế thì khi mà cái chỉ số này nó là dưới 28 đơn vị nó là bình thường thì kết quả của chị từ các cái lần khám ấy, nếu nó là 25 hay là nó là 15 hay nó là 10 hay là 11 thì nó cũng đều có ý nghĩa như nhau thôi. Đấy, và mình cũng không phải là sợ, cứ miễn là nó ở trong cái giới hạn bình thường. Thế thì có cái chỉ số là ngày 8 tháng 7 ấy là chị đi khám, đó là 29,9 thì nó cũng gọi là trên cái giới hạn bình thường một chút. Và đặc biệt là kể cả cái chỉ điểm u này nó có hơi tăng nhưng mà các bác sĩ khám lâm sàng không phát hiện ra tổn thương của chị ở bất cứ một cái vị trí nào cả, cũng như là các cái phương pháp mà cận lâm sàng khác như là siêu âm chụp phổi, các xét nghiệm khác các bác sĩ cũng không tìm thấy được tổn thương thì mình cũng hoàn toàn yên tâm, hiện tại là chưa có cái dấu hiệu gì để đáng để mình phải lo lắng cả. Thế còn với cái chỉ điểm u nó cũng cứ tăng dần như thế này thì lần sau đi khám thì chúng ta cũng sẽ lưu ý và cũng sẽ làm xét nghiệm lại. Nếu như nó vẫn cứ tăng đều như vậy thì có thể chúng ta cũng sẽ phải làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng khác nó chuyên sâu hơn. Đấy, ví dụ như cần phải cắt lớp hay là chụp xạ ảnh xương chẳng hạn. Và đặc biệt nữa là khi mà mình có một cái triệu chứng lâm sàng gì bất thường thì nó cũng là mới có ý nghĩa quan trọng trong cái việc để chỉ điểm để phát hiện ra di căn. Như vậy thì với cái câu hỏi thứ nhất về vấn đề chỉ điểm u thì chị Thanh Vân cũng cứ yên tâm, với cái chỉ điểm u ở mức là 29,9 thì chị cũng không có gì là phải lo lắng cả. Nhất là khi mà xét nghiệm của mình, tất cả các xét nghiệm thì nó đang đều rất là bình thường. Cái phần thứ hai là chị đang điều trị với cái thuốc nội tiết là tamoxifen. Thông thường là các bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bổ trợ tamoxifen là trong thời gian ít nhất là 5 năm. Vì của chị ở giai đoạn 2B, đấy nên các bác sĩ đánh giá cũng có thể có nguy cơ cao mình đã có di căn hạch. Nên nếu như mà chị dung nạp tốt với thuốc tamoxifen thì mình có thể là chỉ định điều trị thuốc tamoxifen đến 10 năm. Đấy, hoặc là tại cái thời điểm mà chị đã kết thúc 5 năm với tamoxifen rồi mà tại thời điểm đó mà được xác định là mình đã mãn kinh thì mình có thể chuyển sang 5 năm cái nội tiết bậc 2. Thì sau mỗi một lần mà đi khám định kỳ ấy, thì các bác sĩ cũng sẽ hỏi mình những các thông tin đó để quyết định xem là chị đã ở cái thời điểm là 5 năm nội tiết rồi thì sẽ có cái chỉ định điều trị 10 năm tamoxifen hay là chuyển sang 5 năm dùng thuốc nội tiết bậc 2 nữa. Thế còn cái tác dụng phụ của các thuốc nội tiết là cơn bốc hỏa này, hoặc là khô âm đạo này, khô da rụng tóc này, rồi là tiết dịch âm đạo hoặc khô âm đạo, đấy nó cũng tùy từng người. Đấy thì với các tác dụng phụ như thế này thì chúng ta cũng sẽ phải giải quyết từng cái tác dụng phụ một. Thế còn đối với cái việc mà rối loạn kinh nguyệt thì như trong cái phần trước của chương trình cũng có một bệnh nhân cũng có hỏi về cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Thế thì mình cũng thấy nếu như một cái người ở tự nhiên thôi mà không có liên quan gì đến điều trị bệnh ung thư vú cả thì ở cái lứa tuổi 48 thì cũng gọi là cái lứa tuổi mà tiền mãn kinh thì cái việc rối loạn kinh nguyệt thì nó cũng có thể xảy ra, nó không liên quan gì đến cái vấn đề điều trị cả. Thế tuy nhiên khi mà mình đang điều trị với cái thuốc nội tiết tamoxifen này ấy thì nếu như mà mình có cái rối loạn kinh nguyệt thì có thể nó sẽ là cái hình thức như là bị kinh nguyệt bị nhiều lên so với lại bình thường ấy, hoặc là cái chu kỳ kinh nó không đúng, đáng nhẽ là nó phải là 28 ngày một tháng thì bây giờ có thể là 2 tuần, 3 tuần thì cái chu kỳ kinh nó đã lặp lại rồi. Thế thì cái này khi mà mình đi nếu như những cái việc mà rối loạn kinh nguyệt nó không bị ra máu, mất máu quá nhiều, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì những cái lần mà mình đi khám lại định kỳ ấy thì mình có thể là trao đổi với bác sĩ ấy, cũng như là có thể phải tham vấn thêm đối với các bác sĩ sản khoa để có thể điều trị hỗ trợ với những các cái thuốc nó phù hợp để nó điều chỉnh lại cái tình trạng kinh nguyệt của mình, nếu như cái thực sự là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt này mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đến cái thể trạng chung sinh hoạt của mình. Thì đó là những cái vấn đề mà liên quan đến cái chất chỉ điểm u cũng như là cái việc điều trị nội tiết. Thế còn chị còn một cái câu hỏi nữa liên quan đến điều trị nội tiết, đấy là hiện tại là mình có nên cắt buồng trứng hay không. Đó, thì nếu như mà người bệnh có chỉ định
điều trị nội tiết bằng đường uống như là nội tiết bậc 1 hay là bậc 2 và có kèm theo cắt hay là ức chế buồng trứng, thì các bác sĩ sẽ chỉ định cho mình ở cái thời điểm mà mình kết thúc điều trị hóa chất, tức là cái thời điểm mà mình cũng bắt đầu là điều trị với thuốc nội tiết. Thế còn bây giờ chị đã dùng cái thuốc nội tiết tamoxifen này là 4 năm rồi. Đó, thì cái việc nếu như không có những cái lý do gì rất là đặc biệt đấy, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục điều trị tamoxifen đấy, và chúng ta sẽ không cắt ức chế buồng trứng nữa. Đấy, còn nếu như cái việc mà rối loạn kinh nguyệt này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cũng như là các bác sĩ kiểm tra và siêu âm đấy là những cái nội mạc tử cung của mình nó có dấu hiệu dày hay là xét nghiệm có loạn sản quá sản, đấy thì cũng sẽ có những cái tư vấn, một trong những cái chỉ định điều trị ở thời điểm này thì có thể cắt buồng trứng, nó cũng là một cái lựa chọn cho mình. Đấy, còn nếu như thông thường không có vấn đề gì thì chị vẫn cứ tiếp tục điều trị với tamoxifen. Vâng ạ. Chị vẫn nghe rõ bác sĩ Huyền tư vấn không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn bác ạ. Vâng, còn phần đặt tuyến ngực thì chúng tôi xin được kết nối với bác sĩ Hoàng Anh Dũng sẽ tư vấn cho chị. Vâng, xin kính chào chị Vân. Về cái câu hỏi liên quan đến cái nhu cầu đặt túi tạo hình thứ hai của chị, thì bác sĩ Dũng xin phép được trả lời cho chị. Thứ nhất là chị cũng đã được nghe bác sĩ Huyền nói là chị là một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 2. Hiện tại thì sau khi điều trị bổ trợ phẫu thuật này và điều trị bổ trợ bằng hóa chất và tia xạ, thì hiện tại chị đã được theo dõi đến năm thứ tư và tình trạng bệnh rất là ổn định. Thế thì đối với những bệnh nhân mà ung thư vú sau xạ trị thì các nghiên cứu đã đưa ra rằng là cái thời điểm thích hợp để chúng ta tạo hình để có thể sau khi mà bệnh ổn định sau khi xạ trị trên 1 năm. Thế hiện tại thì cái bệnh của chị thì đã ổn định được 4 năm. Vì vậy cái nhu cầu mà tạo hình của chị là rất là chính đáng và cái thời điểm rất là phù hợp. Thế thì cái việc vấn đề thứ hai là cái việc lựa chọn cái phương pháp tạo hình. Thế thì như chúng tôi đã trình bày ở trên thì có rất nhiều phương pháp để chúng ta tạo hình vú, và đặc biệt là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái hình thể của người bệnh. Thứ hai nữa là phụ thuộc rất nhiều vào cái đặc điểm tuyến vú của người bệnh. Và đối với chị là khi mà chúng ta đã xạ trị thì phụ thuộc rất nhiều vào cái tình trạng da vú sau khi xạ trị. Thế thì đối với những cái trường hợp mà đặt túi ngực mà chị có nhu cầu là đặt túi ngực thứ hai, thì chúng tôi phải đánh giá rất kỹ cái tình trạng da vú của chị ở thời điểm hiện tại. Và nếu mà cái tình trạng da mà thiểu dưỡng hoặc là da không cho phép thì cái việc tạo hình bằng túi rất là khó khăn. Tuy vậy thì chị cũng rất là yên tâm, ngoài cái phương pháp và tạo hình bằng túi thì chúng tôi còn rất là nhiều các phương pháp tạo hình khác, ví dụ như là tạo hình bằng những cái vạt cơ lưng hoặc là vạt bụng, hoặc là chúng tôi có thể kết hợp các vạt cơ lưng và kết hợp với túi để tạo hình cho chị. Và để được chúng tôi tư vấn một cách kỹ hơn thì chị có thể đến phòng khám của bệnh viện ca hoặc là đến phòng khám của khoa ngoại vú, những phòng khám tạo hình để chúng tôi có thể gặp khám bệnh cho chị và tư vấn và lựa chọn phương pháp cho chị cho hợp lý. Dạ vâng, chị Thanh Vân có nghe rõ bác sĩ Hoàng Anh Dũng tư vấn không ạ? Vâng ạ, có nghe rõ ạ. Chị có câu hỏi nào thêm không ạ? Vâng, không, chỉ có mới câu hỏi thôi ạ. Vâng, tôi xin trân trọng và cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ. Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thích chương trình thành công ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn chị Thanh Vân.